Ôi dồi ôi, lại đến ngày Noel rồi. Wow. Thử một năm, tôi qua cho đại nhanh. Vừa năm trước Noel, đi chơi một người yêu, bây giờ lại Noel. Ở ra, Noel năm nay, không thấy ông già Noel tặng mình cái gì nhở. Vừa hôm qua, thấy ông già Noel tặng mình đứa nhỏ nhỏ. Thật như này, có như quà với kẹo thứ. Mình lớn này rồi, ông không tặng mình nhở. Tặng mình thêm hộp sữa, kiểu cao cho mình cao thêm nhở. Rồi, để tìm ông già Noel này, để xin mới được. Ôi ôi, nhìn là ông già Noel lâu quá. Nhìn thấy đất này rõ rộng này. Khi ông già Noel ở đâu mới tìm? Ông ơi, ông ơi, đi ông ơi. Cháu xin cái hộp quà thôi mà, ông tìm đi. Cháu tìm ông từ sáng bây giờ chưa tới. Ông già Noel chưa rồi. Thế mới được. Ông già nó ăn ỉa ra ngồi cái kim ấy nhở. Chiêu ông già mới. Con này bây giờ chắc vỡ đầu mất. Đây cái mũ ấy mà. Ôi giời ơi, cứ tưởng ông già nó đang ở đây. Nào mình tìm mãi chứ giờ. Nào, mũ ông già nó đang ở đây nhở. Thôi thôi, thôi cho mình xin. Em về. Ôi giời. Merry Christmas! Ui. Đi tìm mãi suốt ngày qua chả thấy cái mũ của mình đâu. Ôi, mẹ đi tìm mũ được rồi. Ôi. Ôi trời. Già rồi. Sức khỏe không có. Ôi. Từng túi nhặt nhặt. Ôi. Ô. Sao mũ của ta lại ở trên tay một chàng trai kia nhỉ? Được rồi. Ngồi lỗi em ta không có mũ là ta không chịu được. Quý giá của ta. À thôi. Bây giờ tuổi già sức yếu rồi. Chạy đến đấy cũng không kịp. Ôi, thế bây giờ mình phải biến hình thôi. Biến đến chỗ của người xin lại mũ. Wow. Thấy chưa? Ôi ông già Noel ơi. Ôi trời ơi, làm tôi tìm mãi không. Từ sáng bây giờ. Ôi nhận số mình đỏ không. Không biết tìm ông, tự tìm đến tôi. Ông. Thì ngươi tìm tao có việc gì? Tại sao trên mặt ngươi lại không lại đeo mặt nạ thế kia? Ôi trời ơi, mặt nạ này, mặt nạ di chuyển từ dòng họ trên tôi cho xuống đấy. Ô, dòng họ à? Không biết mặt nạ này mặt nạ gì không? Nó là gì? Hacker.
dòng à, hay cơ dòng à? Sao ở trên thì, ở trên trời ta không nghe thấy từ hacker dòng nhỉ? Trời nó không có đâu. Ồ, thế hả bạn ơi? Ở dưới này có hacker dòng à? Đúng rồi. À, tôi cũng đến Big tìm ông à, có chuyện này. Có chuyện gì? Cái quà, phải không ạ? Quà hôm qua ta đã bắt hết cho chị con rồi. Cái người lớn như này, người cần gì quà? Không cần phải kiếm người yêu đi. Người luôn làm gì có. Không có thì ngươi phải đi kiếm đi chứ. Lôi em đến nơi rồi. Đó không yêu lắm chứ. Nhưng mà không ai yêu. Không ai yêu á? Vâng ạ. Ồ, thế để dịp lôi em năm khác năm sau nhá. Ta đã phát hết quà cho những đứa học sinh trẻ con rồi. Người hẹn người năm khác nhá. Vâng ạ. Ơ dạ. Thế ngươi lấy cái mũ kia của ta ở đâu đấy? Mũ này của ông á, tôi vừa nhặt ở ngoài bãi rác. Ngươi có biết từ hôm qua tôi tao đi tìm ai không? Tao bay lên trên trời, tao bay về nhà ta, tao tìm ai không thì cái mũ. Thì ra ngươi lấy trộm à? Đâu, ông đừng nói điêu. Tôi vừa nhặt ở ngoài bãi rác ngoài kia kìa. Bãi rác đằng nào mà có cái mũ của ta? Tôi cũng biết. Ồ, lạ vậy. Mũ này là của tôi. Ô, trả lại cho ông đi. Nếu ông muốn lấy lại này đúng không? Ồ. Cũng mới một điều ước. Điều ước gì? Con mới được muốn được quà. Ồ, hết quà rồi. Thôi hẹn người làm khác nha. Thôi thì bây giờ giả mũ lại cho ông đi để ông đi về. Không được. Nếu ông muốn lấy lại cái mũ này thì phải bước qua sát tôi. Ồ, ở dưới hạ giới có người như ông mà. Đúng rồi. Ồ, mũ này ấm lắm. Mùa đông này tôi đắp cho nó ấm. Ôi, trả mũ lại cho ta đi. Ta già yếu rồi. Ông không cho tôi quà. Đâu, tại ngươi đến muộn lắm. Tại muộn, tại ngươi đến muộn chứ. Thế thì đừng có hòng. Ông muốn lấy lại mũ này bước qua sát tôi. Ồ, mũ rơi kìa. Ông già rồi, ông không muốn đánh nhau đâu. Nhưng mà cháu này thích đánh nhau, muốn được không? Được, nếu ngươi đang muốn thích đánh nhau như thế, ông chiều ngươi luôn. Ê, ông có biết hình à? Ta có 72 thần thông biến hóa. Chuyện này tôi không liên quan đúng không? Đánh nhau. Đánh nhau à? Túi cho tao ăn. Ngươi thích đánh nhau, tao không chèo ngươi. Ông già rồi mà ông đánh mạnh thế. Ông già ông phải nhường cho trẻ con chứ. Bây giờ ngươi có muốn đánh nhau với ông nữa không? Bây giờ hãy giả lại mũ lại cho ông. Ông không muốn đánh nhau nữa đâu. Đánh ngươi chỉ có thiệt thôi. Không chạy à? Ta muốn đánh thêm. Ta tiếp tục. Ngươi muốn đánh tiếp à? Mới đây. Muốn đánh nữa không? Lần này ông tha cho ngươi nhá. Ông đi về đây.